Kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một mùa xuân mới đã về với mọi người, mọi nhà, đem theo những kỳ vọng mới vào năm Canh Tý 2020. Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ đã từng nói, nông dân giàu thì nước ta giàu, mà nông nghiệp thịnh thì nước ta thịnh. Vận dụng và phát triển tư tưởng của Người, nên ngay sau ngày tái lập tỉnh năm 1997, tỉnh Hưng Yên của chúng ta đã có những chính sách đi đầu trong việc chăm lo đến đời sống của bà con nông dân như miễn thuế nông nghiệp, miễn thủy lợi phí. Và đặc biệt là trong chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì bộ mặt nông thôn Hưng Yên đã thực sự đổi thay, làm ngỡ ngàng bao người con cũng như là những du khách lâu ngày trở lại. Vậy bức tranh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên đã khởi sắc ra sao? Và bên cạnh đó thì chúng ta phải khắc phục những hạn chế nào để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu? Đó là câu hỏi lớn mà trong chương trình đặc biệt chào xuân 2020, Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Hưng Yên được Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên lựa chọn để thực hiện với chủ đề xuyên suốt, đó chính là thành tựu và khát vọng. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với clip sau. Không chỉ Hưng Yên hoàn thành được tất cả chỉ tiêu tổng thể vượt so với bình quân toàn quốc, mà điển hình ở vùng và rất tổng hợp. Trong đó chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò tái cơ cấu nông nghiệp, tìm thấy đúng lợi thế ven đô của mình để phát triển, tận dụng cái sự khéo léo, cần cù, chịu khó, đặc biệt rất nhạy cảm cơ chế thị trường của người nông dân Hưng Yên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó chính là lời phát biểu của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên được tổ chức vào ngày 3 tháng 10 năm 2019. Và để quý vị và các bạn thấy hết được những ý nghĩa và thành tựu của bức tranh đa sắc màu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại bối cảnh tỉnh Hưng Yên trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 1997 tới trước thời điểm năm 2010. Khi mới tái lập năm 1997, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật ở cả 10 huyện thị xã của Hưng Yên rất thấp kém. Trong đó, 80% dân số là sản xuất nông nghiệp, thu nhập của người dân chủ yếu từ hai vụ lúa, đồng ruộng manh mún, hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư. Giá trị thu trên hecta canh tác chỉ đạt 29 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người trên năm mới chỉ đạt khoảng gần 5 triệu đồng. Số hộ nghèo toàn tỉnh chiếm trên 7,5%, lao động ở khu vực nông thôn hầu như chưa qua đào tạo, trình độ thâm canh thấp. Khi tái lập tỉnh về đó, năng suất chất lượng lúa lúc đó còn thấp, thực ra là rất là thấp. Thấp là vì sao? Lúc đó là chúng ta chưa có cái hệ thống giống lúa mới để mà đưa vào được. Cái nhận thức của người nông dân cũng còn đang hạn chế, tức là giữa cái cơ chế thị trường nó tác động vào cái nông nghiệp á, là ảnh hưởng, hay còn mang nặng tính chất tự cấp tự túc, chứ chưa phải là nông nghiệp hàng hóa. Đó là cái cơ bản này. Cái thứ hai nữa là cũng phải nói là cái cơ chế nhà nước lúc bây giờ cũng còn đang lo cho dân và lo cho nước là cái ổn định lương thực là chính, cho nên là chuyển một hecta đất sang cây lúa, sang cái cây khác hoặc sang công nghiệp là phải xin Thủ tướng Chính phủ. Xác định vấn đề tam nông là nền tảng xã hội quan trọng, mặt trận nông nghiệp là then chốt, sau ngày tái lập tỉnh Hưng Yên đã có nhiều nghị quyết quan trọng để đầu tư cho nông nghiệp, nâng cao mức sống của người nông dân, như đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, quy hoạch vùng chuyển đổi bằng những cây con giống giá trị cao, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào sản xuất. Tỉnh sớm thực hiện chủ trương thí điểm dồn thửa đổi ruộng ở 35 xã, miễn thuế nông nghiệp cho nông dân năm 1998. Miễn thủy lợi phí trong sản xuất nông nghiệp năm 2007. Với những giải pháp và chính sách thiết thực, đời sống của người nông dân và diện mạo nông thôn của Hưng Yên đã có bước thay đổi. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp mà giai đoạn này nông nghiệp nông thôn Hưng Yên tuy có chuyển biến và khởi sắc nhưng vẫn nhỏ lẻ, manh mún, không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các huyện Khoái Châu và Văn Giang. Cùng với đó, trình độ người nông dân còn hạn chế trong áp dụng kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp, thiếu kiến thức về thị trường, kinh nghiệm quản lý yếu kém. Đó là những khó khăn căn bản và cũng là trăn trở đối với các địa phương trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cái buổi ban đầu ấy còn chưa hình dung được cái hàm chứa trong cái chương trình nông thôn mới này là những gồm những cái gì. Tiến hành thì cái gì trước cái gì sau,
và làm như thế nào ngay trong nhận thức của chúng ta, chưa nói trong việc tổ chức thực hiện, trong hành động. Cán bộ xã, thậm chí người dân trông chờ vào sự hỗ trợ của tỉnh, của trung ương cho cái chương trình nông thôn mới, chứ không xác định là đây là việc của mình, do mình là chủ thể, người dân là chủ thể. Trong nghị quyết có nói là người dân là chủ thể, nhưng mà lúc đầu chúng ta chưa hiểu điều đó. Lúc đó đảng bộ nhân huyện Kim Động đưa ra cái chương trình đó thấy cực kỳ khó khăn, phức tạp. Huyện Kim Động là một trong những huyện phía nam của tỉnh Hưng Yên có thu nhập bình quân đầu người dưới 10 triệu trên người trên năm, chủ yếu thu nhập bằng nguồn thu từ nông nghiệp. Tâm lý của những cá nhân, những người là thấy lo ngại vì cái xuất phát điểm của huyện là thấp. Đó là thực trạng về nông nghiệp nông thôn và đời sống của bà con nông dân Hưng Yên trước năm 2010. Vậy đi vào cụ thể 10 huyện thị xã thành phố sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới thì chúng ta đã đạt được những gì và đâu là những cam màu chủ đạo trong bức tranh tổng thể về nông nghiệp nông dân và nông thôn Hưng Yên. Quê tôi đất nặng phù sa, trong mùa hoa trái bao la nghĩa tình, cam đường vừa ngọt vừa xinh, nhãn lồng chĩu quả, rung rinh mọng đầy. Ngày xưa trồng lúa trồng đay, đến nay chuyển đổi dân ngày vui hơn. Thưa quý vị và các bạn, ở Hưng Yên nhắc đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải nhắc ngay đến huyện Văn Giang. Tận dụng lợi thế của vùng đất phù sa màu mỡ lại giáp thủ đô Hà Nội, người dân Văn Giang luôn cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, biến những vùng trồng lúa ngô ngày nào trở thành những cánh đồng hoa trái bạt ngàn hương sắc như thế này, và cả những cánh đồng quất bưởi chịu cảnh độc đáo, tạo nên một bức tranh đồng quê trù phú mà ít nơi nào có được. Văn Giang là huyện có phong trào chuyển đổi sớm và mạnh của tỉnh Hưng Yên, với gần 3.000 hecta được chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ chuyển đổi đã xuất hiện các cánh đồng mẫu lớn như hoa, cây cảnh, quất, cam, bưởi. Xã Xuân Quan cách đây gần 10 năm là vùng đất quanh năm chỉ gắn với lúa ngô, nhưng nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường và sự phát triển đô thị tại địa phương, giờ đây Xuân Quan đã trở thành vùng thâm canh hoa nổi tiếng ở miền Bắc. Toàn xã đã có gần 200 hecta hoa cây cảnh các loại cho giá trị canh tác từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng trên 1 hecta một năm. Dù là làng hoa hình thành sau so với các làng hoa nổi tiếng khác, nhưng nông dân Xuân Quan đã tìm cho mình hướng đi riêng để phát triển và khẳng định thương hiệu. Chúng tôi cũng không đi theo các cái lối mòn hoặc là đi theo các làng nghề hoa truyền thống khác. Nếu đi theo thì chúng tôi là những người làm sau thì sẽ không bắt kịp được. Do vậy mà chúng tôi đã thay đổi mạnh dạn, vận động người dân chuyển đổi, đó là trồng hoa cây cảnh như trồng hoa chậu, hoa thảm, hoa trang trí. Nếu như trước đây sản xuất hoa phải theo thời vụ thì nay người trồng hoa nơi đây đã áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, khắc phục thời tiết cho hoa khoe sắc bốn mùa. Trước đây mỗi năm xã Xuân Quan phải nhập khẩu trên 100 tỷ đồng tiền hạt giống hoa thì nay người trồng hoa đã cơ bản chủ động được nguồn giống. Ông Phan Ngọc Oanh ở thôn 7, một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sang trồng hoa cảnh, cũng là hộ sản xuất đầu tiên của xã Xuân Quan đã tự sản xuất được cây giống hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô. Việc sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp nhân giống cây trước đây. Nếu mà chúng ta muốn xuất khẩu thì chúng ta phải sản xuất được giống, vì khi chúng ta xuất khẩu thì phải truy xuất nguồn gốc. Nếu truy xuất nguồn gốc mà chúng ta cứ đi nhập khẩu giống của nước ngoài thì chúng ta cũng rất là khó để mà xuất khẩu được. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ cần cù chịu khó mà người nông dân Văn Giang rất năng động, sáng tạo, nhạy bén với thị trường và có đôi bàn tay khéo léo. Nếu như trước kia họ thường trồng quất lùm, quất chậu ở những thửa ruộng lớn thì ngày nay chỉ cần một góc vườn nhỏ như thế này thôi, người nông dân đã có thể sản xuất ra những cây quất có giá trị hàng triệu đồng. Và đây chính là những chậu quất bonsai ở nhà vườn Biên Ngọc, thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở. Và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận sự tay khéo của người nông dân nơi đây qua những chậu quất bonsai như thế này. Chỉ với 3 xào diện tích sân và vườn trong nhà, từ mấy năm nay, gia đình anh Vũ Quang Ngọc ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở luôn cho thu nhập trên 1 tỷ đồng từ cây quất bonsai, trừ chi phí cho lãi trên 600 triệu đồng một năm. Anh Ngọc cũng là một trong những người đi đầu sản xuất cây quất bonsai trên chậu với các hình thù bắt mắt, đáp ứng thị hiếu khách hàng chơi cây Tết. Không chỉ có kinh nghiệm chăm sóc ra những chậu quất căng mọng, chĩu quả, đặc biệt năm nay anh tiếp tục sáng tạo ra những quả quất hình hồ lô lạ mắt. Làm cái quất bonsai trên nọ gốm này
thu nhập nó hơn hẳn những cái trồng quất đất. Ví dụ như là quất đất ngoài một sào mình chỉ trồng được khoảng 2 đến 300 cây. Nhưng mà trên giàn này mình làm này là được khoảng 1.000, 1.600 nọ đấy. Nếu mà trồng quất bonsai so với trồng quất đất thì cái lãi suất nó phải cao gấp 7 đến 8 lần trồng quất đất đấy. Nhờ đi tắt đón đầu, người dân năng động, cần cù, biết phát huy lợi thế liền kề thủ đô, lại có những chính sách phù hợp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, Văn Giang đã trở thành huyện nông thôn mới, với nhiều xã trở thành điển hình của cả nước, hình thành lên vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, với những cây trồng giá trị cao như cùng sản xuất rau xã Mễ Sở, Thắng Lợi, vùng cây ăn quả xã Tân Tiến, Mễ Sở, Liên Nghĩa, thị trấn Văn Giang, xã Nghĩa Trụ, vùng trồng hoa cây cảnh xã Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn Văn Giang, vùng trồng cam, quýt, quất, bưởi cảnh xã Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở và thị trấn Văn Giang đã góp phần nâng cao giá trị canh tác của huyện trung bình đạt gần 280 triệu đồng trên một hecta, thu nhập của người nông dân đạt gần 80 triệu đồng một năm. Ở thời điểm những năm đầu tái lập huyện thì thu nhập 50 triệu đồng trên một hecta đã là niềm mơ ước của nhiều người nông dân Văn Giang. Thì nay ở nơi đây đã có rất nhiều loại cây trồng cho thu nhập hàng tỷ đồng trên một hecta. Tất cả nhờ vào những bước đi mang tính đột phá, sự mạnh dạn chuyển đổi từ trong chính sách và sự năng động tìm tòi của người nông dân. Năm mới xin chúc cho những người nông dân Văn Giang luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm giàu trên đồng đất quê hương, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đô thị sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Năm 2006, thôn vinh dự là một trong 10 năm thôn của cả nước làm thí điểm xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới của thôn đã được thay đổi. Điều đáng chú ý là cùng với toàn xã, người dân đã chuyển đổi toàn bộ diện tích cấy lúa sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng giá trị sản xuất trên một hecta. Chính vì sớm tiếp cận được với chủ trương xây dựng nông thôn mới, vì vậy người dân xã Đồng Thanh nhanh chóng thay đổi tư duy, nhận thức trong sản xuất mà minh chứng đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ngay từ những năm 2010, nhiều người dân của xã đã đi học hỏi và mạnh dạn chuyển các diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có múi. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được gần 300 hecta, mỗi năm ước tính thu trên 2.000 tấn cam bưởi các loại, cho doanh thu 150 tỷ đồng và cho lãi trên 100 tỷ đồng. Những năm gần đây, Đồng Thanh trở thành vựa cây có múi lớn của tỉnh Hưng Yên. Cam Đồng Thanh được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và đã được giới thiệu sản phẩm đến nhiều hội chợ nông nghiệp với thương hiệu Đồng Thanh. Cũng như Đồng Thanh, ở nhiều xã của huyện Kim Động như Hùng An, Thọ Vinh, Ngũ Lão, Đức Hợp, Chính Nghĩa đã tích cực chuyển đổi. Hiện nay toàn huyện đã có 1.600 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị như cam, bưởi, chuối nghệ, cây dược liệu, hoa cây cảnh. Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông nghiệp nông thôn ở đây đã có sự chuyển biến rõ rệt. Những cánh đồng cây trái bạt ngàn xen lẫn những làng hoa, đường hoa tô thắm thêm vẻ đẹp nông thôn ở đây. Toàn huyện đã trồng được nhiều đoạn đường hoa với chiều dài 14 km như các xã Phạm Ngũ Lão, Phú Thịnh, Ngọc Thanh, Đức Hợp. Các tuyến đường trồng hoa này được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giao cho các chi hội phụ nữ đảm nhận chăm sóc tự quản. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình trên là một trong những cách làm hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp cho nông thôn. Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Động đã phát triển mạnh mô hình thu gom phân loại rác thải tại nguồn ở các khu dân cư mang lại hiệu quả cao. Toàn huyện có trên 18.000 hộ gia đình đang thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đạt trên 51% tổng số hộ dân của toàn huyện, đã góp phần giảm thiểu lượng rác thải phát sinh phải vận chuyển đi xử lý. Xã Trinh Nghĩa là địa phương đầu tiên của tỉnh áp dụng xử lý nước thải tại hộ gia đình. Các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các bước trong quy trình xử lý nước thải sinh hoạt. Công nghệ xử lý nước thải chủ yếu là lắng, lọc, vi sinh. Việc triển khai mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình nhằm tìm ra giải pháp hợp lý, hữu hiệu trong xử lý nước thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nước nó cũng không có mùi mẽ gì cả. Trong veo, cái này thế là xử lý rất là sạch. Chứ không có vấn đề gì đâu. Mà tôi vẫn đặt máy bơm để tưới vườn.
Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, nhiều trang trại đã được chuyển xa khu dân cư và đầu tư hàng chục tỷ đồng chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, không xả nước thải ra môi trường. Chính vì vậy, diện mạo nông nghiệp nông thôn ở Kim Động không chỉ thay đổi về hạ tầng khang trang, đời sống kinh tế được nâng lên. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới để bảo vệ môi trường, huyện Kim Động sẽ tiếp tục triển khai tổng hợp các biện pháp quản lý, huy động tối đa mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững và môi trường xanh sạch đẹp. Ai về thăm mảnh đất này là nơi màu mỡ cấy cày ngày xưa, sông Hồng, sông Luộc nắng mưa, phù sa bồi đắp sớm trưa mà thành. Khoái Châu là mảnh đất nằm cạnh dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, nơi đây được coi là vùng đất có địa lợi nhân hòa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dọc theo những triền đê là những cánh đồng dài tít tắp. Cũng chính tại nơi đây, người nông dân với đôi bàn tay cần cù, chịu khó và óc sáng tạo của mình đã tạo ra rất nhiều những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, huyện Khoái Châu đã trở thành địa phương tiên phong của tỉnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình mới, cách làm hay cho hiệu quả cao. Hiện toàn huyện đã chuyển đổi và trồng được trên 5.500 ha cây ăn quả, cây cảnh, cây dược liệu. Trong đó có 345 ha được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, tập trung ở vùng sản xuất tại các xã Hàm Tử, Đông Kết, Ông Đình, Chí Tân, Tứ Dân, Tân Dân, Bình Minh. Tiêu biểu là cây nghệ, từ lâu đã được mệnh danh là cây thần dược làm giàu cho nông dân xã Chí Tân. Với trên 220 ha nghệ, chủ yếu là giống nghệ đỏ có hoạt chất curcumin cao, được thị trường tiêu thụ mạnh cho doanh thu đạt gần 400 triệu đồng trên hecta trên năm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế, xã Chí Tân còn có 20 cơ sở chế biến các sản phẩm từ nghệ bán ra thị trường và xuất khẩu. Năm 2019 vừa qua là tôi xuất được 75 tấn bột nghệ sang thị trường Nhật Bản. Và vừa rồi là cũng ký được gần 100 tấn của 2020. Sản phẩm nghệ nó có chỗ đứng, và hai nữa là cũng đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Huyện Khoái Châu còn nổi tiếng với chuối tiêu Hồng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận, là địa phương có vùng bãi lớn nhất tỉnh. Trước đây, nông dân chỉ trồng cây ngô, lạc, rong, làm miến, đời sống kinh tế khó khăn. Nhưng nay đã chuyển đổi được tới 900 ha, tập trung ở những xã như Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Tứ Dân, làm giàu cho nông dân vùng bãi. Không chỉ giỏi trồng trọt, người nông dân Khoái Châu còn rất giỏi chăn nuôi. Năm qua, dịch tả lợn châu Phi đã làm không ít hộ gia đình và trang trại chăn nuôi lợn điêu đứng. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng của nền nông nghiệp. Tuy nhiên thì nhờ giống gà Đông Tảo quý hiếm, gà Tiến Vua thành món quà hấp dẫn vào mỗi dịp cuối năm, thì người nông dân ở đây đã có một năm chăn nuôi thành công. Thành lập năm 2016 với 16 thành viên, Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, xã Đông Tảo thường xuyên nuôi trên 30.000 con gà Đông Tảo, chủ yếu là gà thuần chủng, loại đặc biệt quý hiếm, chân to, mã đẹp. Chỉ tính riêng trong dịp Tết này, Hợp tác xã gà Đông Tảo xuất ra thị trường khoảng 20 tấn gà thương phẩm, thu bình quân đạt gần 10 tỷ đồng. Phương châm chúng tôi là có những cái sự liên kết từ đầu vào đến đầu ra, và đặc biệt là bảo vệ cái giống gà quý hiếm này của không những của địa danh Đông Tảo mà của cả Hưng Yên nữa. Gà Đông Tảo này đã được rất nhiều các, có thể nói là các quý khách mà người ta khó tính đấy, người ta tin dùng cái sản phẩm gà Đông Tảo này. Tết 2020 với những chú gà đặc biệt, nó đẹp, vừa lặng cân vừa đẹp về hình thức mẫu mã và cái chất lượng thịt thơm ngon, có giá khoảng từ 7 đến 10 triệu. Nhờ tận dụng lợi thế đất đai màu mỡ, năng động, đưa sản xuất nông nghiệp chăn nuôi phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, với nhiều nông sản chất lượng cao mà đời sống của người nông dân Khoái Châu đã có những bước tiến vượt bậc, với bình quân 1 hectare đất canh tác đã đạt trên 200 triệu đồng trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng trên người trên năm, kinh tế phát triển đã tạo nguồn lực để Khoái Châu xây dựng, thay đổi diện mạo nông thôn. Nhìn những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ khó ai có thể cưỡng lại được vẻ cuốn hút rực rỡ của những vùng trồng hoa cây cảnh và cây ăn quả nổi tiếng của Hưng Yên. Bởi nó không chỉ tạo nên một bức tranh quê rực rỡ, mà những sắc màu đó nó còn tô điểm thêm cho mỗi gia đình trong những ngày Tết đến xuân về như thế này. Với những người nông dân tỷ phú thì họ đã tạo nên được thương hiệu hoa và cây cảnh nổi tiếng khắp cả nước. Bên cạnh sự chuyển đổi mạnh mẽ thì tiêu chí về môi trường cũng được các địa phương này rất coi trọng. Vậy còn thế mạnh của các huyện ở phía đông nam tỉnh Hưng Yên thì thế nào ạ?
Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với các phóng viên của chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù không có nhiều lợi thế như là huyện Khoái Châu, hẳn là quý vị vẫn còn nhớ câu nói đường ân thi, xe gì cũng hỏng. Nhưng đó là câu chuyện của 10-15 năm trở về trước. Trong quá trình phát triển, với sự chung tay bền chí của các cấp ủy đảng chính quyền, sự đồng thuận của bà con nhân dân, diện mạo nông thôn mới ở Ân Thi đã có nhiều khởi sắc. Ân Thi là huyện thuần nông, diện tích đất trồng lúa lớn nhất tỉnh với trên 7.500 ha. Nếu như trước đây, nông dân canh tác theo phương pháp truyền thống, sản xuất nhiều giống lúa trên một cánh đồng, thì giờ đây đã chuyển sang sản xuất lúa theo phương thức hàng hóa, cánh đồng mẫu đưa nhiều lúa chất lượng cao vào sản xuất. Riêng giống lúa Nếp Thơm Hưng Yên có chất lượng gạo ngon, cho giá trị kinh tế cao đã được huyện đưa vào gieo cấy chiếm tới gần 70% diện tích và là huyện có diện tích trồng lúa nếp thơm nhiều nhất tỉnh. Cùng với việc quy hoạch, cơ cấu lại giống lúa để tạo ra những sản phẩm lúa gạo có sản lượng và chất lượng cao hơn, huyện Ân Thi cũng đã thu hút được những doanh nghiệp sản xuất lúa gạo đóng trên địa bàn và có xu hướng xuất khẩu. Điều này thì đã góp phần giải quyết bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm lúa gạo của bà con nông dân. Trên địa bàn huyện có hàng chục cơ sở thu mua lượng lớn thóc của bà con để chế biến xuất đi các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu. Tiêu biểu như công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt đã đầu tư sản xuất với công nghệ hiện đại từ khâu chế biến đến đóng gói nên sản phẩm luôn đạt chất lượng cao. Mới đây, sản phẩm của công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh. Mục đích của chúng tôi thì cũng làm sao để mà cùng với nhà nông, thế rồi một chỗ nhà khoa học khác làm cho cái giá trị hạt gạo ngày càng tăng lên. Giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi không phải là chỉ có xay sát ra gạo mà còn phải chế biến ra những cái mặt hàng khác sau gạo, ví dụ như là bún rồi là bánh khô, bột gạo, không những sử dụng cho trong nước mà còn phải xuất khẩu. Ân Thi đã khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi sản phẩm, phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết nhằm sản xuất ra các sản phẩm an toàn chất lượng, thuận lợi cho bao tiêu sản phẩm. Hiện toàn huyện có 600 trang trại, trong đó có gần 100 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thu nhập đạt trên 1 tỷ đồng. Các cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra thì giờ là đều có các đơn hàng đặt từ trước, cho nên là tiêu thụ rất là dễ dàng. Bình quân doanh thu của hợp tác xã chúng tôi là một năm là đạt từ 13 đến 15 tỷ đồng trên năm, trừ chi phí đem lợi nhuận lại được khoảng 7 tỷ. Có những hộ điển hình nuôi sản lượng tốt thì chúng tôi đạt mức lãi từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi trên năm. Với những người con xa quê hay những du khách lâu ngày trở lại Ân Thi, chắc chắn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng về sự thay đổi của vùng quê này. Đời sống người dân ngày một khấm khá hơn, đường giao thông liên tục được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Có được kết quả này, ngoài sự quan tâm của tỉnh, còn có sự chung tay, đồng thuận của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đầu huyện đồng trắng nước trong, cuối huyện rau rong cua cảnh. Đó là câu ca quen thuộc của người dân huyện Phù Cử xưa kia khi nói về những khó khăn của vùng quê này. Thế nhưng huyện nghèo ngày xưa giờ đã đổi thay rõ rệt. Bằng sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, người dân nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Những cánh đồng trũng, cây lúa kém hiệu quả xưa kia giờ đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa trở thành địa phương nổi tiếng với thương hiệu cam Việt Gáp. Người dân trong thôn luôn tự hào và biết ơn anh Đặng Quang Huyên, người đầu tiên mang cây cam về với địa phương. Từ một nông dân nghèo, phải đi làm thuê làm mướn, nhưng bằng sự cần cù, ham học hỏi và khát vọng thoát nghèo trên chính đồng đất quê hương, anh Huyên đã cùng bà con trong thôn tìm cách phát triển cây cam. Giờ đây, anh đã có trong tay 3,5 mẫu cam, trừ chi phí, mỗi năm anh Huyên thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng. Khi này làm thuê thì thấy diện tích một sào mét vuông của họ thì người ta đem lại được rất là nhiều tiền. Trong khi đó thì cuộc sống ở quê mình thì chỉ là cái lúa mà rất là vất vả. Xong lúc đó thì công ăn việc làm không có. Thế thì mang cây cam về thì mọi người đều làm theo mà tận dụng được rất nhiều công lao động.
Từ hiệu quả của thôn Ngũ Phúc, bà con nông dân các xã khu vực phía nam của huyện Phù Cừ đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Hiện nay, hầu hết các khu đất cấy lúa kém hiệu quả ở các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Minh Tiến, Tống Chân và Nguyên Hòa đã được người dân cải tạo để trồng cam, bưởi và dưa lưới cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh của cây vải trứng truyền thống, người dân các xã phía Bắc huyện đã khôi phục và mở rộng diện tích cây trồng đặc sản này theo hướng Việt Gáp, tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã. 3 năm gần đây, quả vải trứng ngày càng được người tiêu dùng yêu thích. Đấy, được chứng nhận Việt Gáp thì cái quả vải Hưng Yên ấy thì đi vào các cái siêu thị, và tới đây thì cũng đã có một số nước nó cũng đã muốn là nhập khẩu cái vải trứng, sang năm thì sẽ được chứng nhận độc quyền. Đặc trưng của vùng đất đồng trắng nước trong cũng được người dân xã Quang Hưng khai thác để phát triển thủy sản. Hiện nay, xã đã hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung quy mô lớn với gần 60 hectare, áp dụng kỹ thuật nuôi thâm canh nhiều loài cá, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã gắn tem truy xuất nguồn gốc đối với cá thương phẩm đã giúp mở rộng thị trường tiêu thụ ra tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Những năm qua, huyện Phù Cừ đã chuyển đổi được trên 1.600 hectare cây ăn quả, cây rau màu và nuôi thủy sản. Trong đó, mỗi hectare cây ăn quả như cam, bưởi bước đầu cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cây vải đạt 150 đến 200 triệu đồng, nuôi thủy sản cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Phù Cừ trở thành địa phương dẫn đầu các huyện phía nam của tỉnh về hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Kết quả này cho thấy sự linh hoạt, nhạy bén và hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Người dân Hưng Yên năng động và sáng tạo trong chuyển đổi phát triển kinh tế, biết phát huy được thế mạnh của từng đồng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng để thông thương phát triển, mà còn luôn luôn ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của làng quê xưa cùng với truyền thống hiếu học và khoa bảng. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những địa phương như thế. Ai về cầu đá làng Nôm mà xem phong cảnh nước non hữu tình, trải qua hàng trăm năm thăng trầm, làng Nôm xã Đại Đồng đã có nhiều đổi thay, nhưng những nét truyền thống và bản sắc của nơi đây không hề mai một mà ngày càng đậm đà hơn. Làng Nôm dường như không hề chịu ảnh hưởng bởi quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi vẫn bền bỉ giữa dòng chảy thời gian, với cây đa giếng nước, mái đình rêu phong. Đặc biệt còn lưu giữ cây cầu đá chính nhịp vững chãi và những nhà thờ họ in hằn dấu vết thời gian. Kể cả công trình của địa phương lẫn công trình của các nhà dân có xây dựng thì sao cho nó hợp với khuôn viên của cái khung cảnh làng cổ, từ ngõ xóm rồi đường làng bây giờ là đều vỉa gạch nghiêng, giữ được cái nét cổ của các cụ ngày xưa để lại, và cũng làm cái hệ thống đường làng ngõ xóm nó khang trang sạch sẽ hơn, vẫn giữ được gần như nguyên vẹn về cổ kính. Chùa Nôm luôn giữ vị trí quan trọng trong quần thể di tích làng Nôm, góp phần tạo nên một không gian yên bình trầm mặc mang đậm nét làng quê Bắc Bộ. Những pho tượng này bao giờ nó cũng cân đối. Tứ Đại Bồ Tát thì bên này có hai, và bên hành lang bên kia có hai. Nhưng đặc biệt Tứ Đại Bồ Tát ở chùa Nôm ấy được rất nhiều nhà khảo cổ học, rồi các nhà sử học thì họ nhìn những cái đường nét thì họ đánh giá là rất là quý, rất là thuần Việt đấy, và trải qua cũng nhiều trăm năm rồi đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Không riêng Đại Đồng, nhiều xã của huyện Văn Lâm cũng ý thức bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Có thể kể đến những tinh hoa điêu khắc từ thời Lý còn lưu giữ tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, nét độc đáo trong lễ hội cầu mưa gắn với di tích đặc biệt quốc gia chùa Thái Lạc ở xã Lạc Hồng, làng nghề truyền thống đúc đồng lộng thượng, chế biến dược liệu thôn Nghĩa Trai, những bức tường rào bằng cây ô dô ở xã Tân Quang, những ao hồ xanh sạch ở xã Đình Dù, hay như người dân thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng chấp nhận di chuyển quãng đường xa hơn để giữ lại cổng làng cổ xưa.
Những nếp nhà, nếp làng được gìn giữ đã góp phần bồi đắp lên những giá trị văn hóa tốt đẹp. Và đó chính là động lực để người dân Văn Lâm hướng về cội nguồn, góp những viên gạch quý xây dựng quê hương. Với tấm lòng hướng về quê hương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân ở xã Đình Dù đã ủng hộ tiền xây dựng hoàn chỉnh một trường tiểu học 2 tầng đạt chuẩn với 8 phòng học đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và học tập trị giá trên 6 tỷ đồng. Tôi cũng vận động các con, các cháu là sẽ xuống vào ủng hộ về cái chính sách nông thôn mới. Đầu tư lớn nhất thì là vẫn là cái trường tiểu học khu cụm dân cư thôn Hải Dương. Sau đó là những cái đường kể cả là từ trong xóm, trong làng, thế rồi đường từ đường chính vào đến trường. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Lâm đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn huy động từ cộng đồng dân cư và người con xa quê là trên 600 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và các công trình dân sinh. Trong gia đình tôi, từ các cụ đến vợ chồng tôi đến tất cả các cháu, đều lúc nào cũng tâm niệm hướng về quê hương và muốn xây dựng quê hương. Cho nên khi nhà nước đề ra chủ trương chính sách gì, gia đình đều chấp thuận và rất là hài hòa đồng ý. Với ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại, mà quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Lâm đã không bị bê tông hóa nông thôn, vẫn giữ nguyên được căn cốt và vẻ đẹp của làng quê Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngoài những tiêu chí cơ bản về quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn, còn có tiêu chí quan trọng về phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huyện Yên Mỹ đã luôn coi trọng công tác phát triển văn hóa, luôn giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại ở mỗi làng quê. Xây dựng nông thôn mới có khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do vậy, các cấp ủy đảng chính quyền huyện Yên Mỹ đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Mỹ những năm qua, không chỉ là câu chuyện của xây dựng hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là hành trình bền bỉ nhằm khơi gợi, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi gia đình và trong từng thôn xóm của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Ý nghĩa và cái giá trị đầu tiên của Yên Mỹ chính là sự tinh kết, những tinh hoa của tam trấn trong tứ trấn của kinh đô Thăng Long, ba cái đặc điểm truyền thống của Yên Mỹ. Một, đấy là miền đất anh hùng, kiên cường. Hai, là miền đất tài giỏi trong cái việc làm ăn, xây dựng quê hương, làng mạc. Thứ ba, đấy là miền đất thi thư văn hiến, nơi xuất hiện của những nhân tài. Cách đây tròn 60 năm, gia đình ông Luyện Ngọc Thanh ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long là một trong 6 gia đình của thôn khởi xướng phong trào xây dựng gia đình văn hóa và được công nhận là những gia đình văn hóa đầu tiên trong cả nước. Từ phong trào này đến nay đã lan tỏa thành một phong trào rộng khắp trên toàn quốc. Giờ đây ở Ngọc Tỉnh, tình làng, nghĩa xóm, tình cảm gia đình và niềm tự hào về truyền thống, đó chính là những tài sản vô hình quý giá nhất được người trong thôn giữ gìn dưới mỗi mái nhà. Đối với làng tôi thì cái phong trào giữ gia đình truyền thống vẫn còn. Thí dụ bây giờ là cũng có những gia đình là ba đời vẫn ở với nhau, thế hoặc là bốn đời cũng vẫn ở với nhau. Và nhìn chung là cái nếp sống của các cái gia đình truyền thống của các cụ ngày xưa thì vẫn còn tồn tại, chứ không mất đi. Hơn nửa thế kỷ qua, dòng mạch của phong trào gia đình văn hóa vẫn bền bỉ chảy trên quê hương Ngọc Long nói riêng và quê hương Yên Mỹ nói chung. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tình đoàn kết lại càng được phát huy cao hơn khi mọi người, mọi nhà đều đồng lòng góp sức, góp công, cùng làm cho quê hương tươi đẹp.
đơn giản dễ nhận thấy nhất là xã nào, làng nào, thôn nào cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng lành mạnh, góp phần tăng sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó giữa người dân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân huyện Yên Mỹ đã tích cực hiến hàng chục nghìn mét vuông đất có giá trị để làm đường giao thông. Cuộc sống sướng chứ, thôn xóm đi lại rồi các cụ già này, rồi các ông trung tuổi này, rồi thanh niên, rồi các cháu đi tập thể dục sáng rồi tối. Thế là tôi cũng phấn khởi. Vâng. Cùng với đó, nhiều người dân ở huyện Yên Mỹ đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Ở Yên Mỹ, rất nhiều con đường từ lòng dân được xây dựng và mở rộng hơn so với tiêu chí nông thôn mới. Nó không chỉ góp phần bảo tồn, kết nối các giá trị văn hóa ở mỗi gia đình, mỗi làng xóm và phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, nó là nền tảng để trong tương lai không xa góp phần xây dựng Yên Mỹ trở thành đô thị công nghiệp năng động nhưng vẫn gìn giữ truyền thống văn hóa. Đón giao thừa thiêng liêng, mọi người thêm tuổi mới, gặt hái nhiều thành công trong nếp nhà ấm áp. Nếp nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là nơi lưu giữ những nề nếp gia phong. Đó là những giá trị văn hóa quan trọng, góp phần khơi dậy ý thức và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tâm niệm giữ gìn những nếp nhà cổ không chỉ là truyền thống lưu giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của ông cha, mà nó còn chứa đựng chiều sâu văn hóa của các gia đình dòng họ ở các xã như Hải Triều, Dị Chế, An Viên hay thôn Dung, xã Hưng Đạo của huyện Tiên Lữ, trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ. Mặc cho thời gian chiến tranh thiên tai, mặc cho cơn lốc bê tông hóa, với ý thức gìn giữ nếp nhà xưa mà hiện trên địa bàn huyện Tiên Lữ vẫn còn vài chục ngôi nhà có tuổi đời trên 100 tuổi. Chúng tôi muốn giữ lại cái ngôi nhà cổ này, chính là giữ lại cái truyền thống mà của các cụ ông cha ta ngày xưa đã để lại. Mà có lẽ nó là những cái vật vô giá, nó thể hiện một cái gốc văn hóa của người Việt. Chính những nếp nhà ấy, với bề dày truyền thống văn hóa của gia đình, của dòng họ, của địa phương, đã hun đúc nuôi lớn biết bao những con người trưởng thành, đem sức lực và trí tuệ của mình làm giàu đẹp cho quê hương. Cháu rất tự hào về gia đình của cháu có thể gìn giữ được một ngôi nhà cổ như thế này. Ở đây, cháu được sống rất thoải mái và có thể ghi nhớ lại được truyền thống của gia đình và quê hương. Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, việc bảo tồn những giá trị văn hóa cổ truyền, trong đó có những nếp nhà cổ được các địa phương coi trọng và lấy đó như là hồn cốt để xây dựng một miền quê văn minh, tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc. Xã Hải Triều thì là một xã có rất nhiều những ngôi nhà cổ. Thì để đảm bảo được các cái ngôi nhà cổ, ban chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, thứ hết là đối với các thôn đã các dòng họ họp và thường xuyên để có những cái tôn tạo và gìn giữ được những cái nét cổ của văn hóa. Việc giữ gìn những nếp nhà không đơn thuần là giữ cho cái vỏ của ngôi nhà ấy được lâu bền, mà cốt lõi là lưu giữ những nề nếp gia phong, những giá trị truyền thống. Một trong những giá trị ấy là truyền thống hiếu học. Khi nhắc đến huyện Tiên Lữ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một miền quê có truyền thống hiếu học. Hiện chúng tôi đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, ngôi trường vẫn được mọi người quen gọi là trường làng. Ngôi trường đã truyền lửa cho nhiều lớp thế hệ và đã sản sinh ra được nhiều học trò đỗ đạt thành tài. Đặc biệt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 vừa qua, trường đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Mùa xuân này, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo vừa tròn 40 năm tuổi. Những năm qua, trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, phát động phong trào thi đua học tập sôi nổi trong toàn nhà trường. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Năm 2019, trường có 20 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tiêu biểu như em Nguyễn Danh Tiến là một trong 7 học sinh cả nước đạt 2 điểm 10 môn lịch sử và giáo dục công dân. Em Phạm Thị Trà Anh là một trong 2 học sinh của tỉnh đạt điểm 9 môn văn. Em rất là tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở quê hương Tiên Lữ, quê hương có truyền thống hiếu học. Trong năm học vừa qua thì em cũng đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều trong học tập để trở thành một trong 2 học sinh tiêu biểu của Hưng Yên, được 9 điểm văn trong cuộc thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Sang năm mới em sẽ cố gắng phát huy những gì mình đã có và
cố gắng học tập thật tốt ở môi trường đại học để sau này góp phần xây dựng cho quê hương Tiên Lữ của mình ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển hơn. Không chỉ có những ngôi trường đi đầu trong sự nghiệp trồng người, huyện Tiên Lữ còn nổi tiếng với những dòng họ hết lòng chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương. Toàn huyện có hàng trăm dòng họ khuyến học, trong đó có 10 dòng họ được Trung hội Khuyến học Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tiêu biểu như họ Trần họ Đỗ ở xã An Viên, họ Nguyễn họ Trần Văn ở xã Hương Đạo, họ Lương ở xã Nhật Tân. Từ ý thức giữ gìn gia phong trong nếp nhà xưa, huyện Tiên Lữ đã phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, để rồi lớp lớp các thế hệ người con Tiên Lữ lại tiếp tục góp sức mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện và sâu rộng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một cảm giác vô cùng ấm áp và sum vầy trong không khí truyền thống của gia đình và truyền thống của làng xã, đặc biệt là trong những ngày Tết đến xuân về như thế này, đúng không ạ? Tạm biệt với những giá trị truyền thống tốt đẹp của làng quê xưa, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ngược lên phía Bắc để đến với Mỹ Hào, một thị xã còn rất trẻ nhưng vô cùng năng động và đang chuyển mình mạnh mẽ. Thị xã Mỹ Hào cũng chính là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được công nhận huyện nông thôn mới. Cách đây hơn chục năm, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Bần Yên Nhân đã mạnh dạn thuê hơn 3 mẫu đất của các hộ xung quanh để chuyển đổi từ cây lúa sang trồng đào. Ngoài mạnh dạn đầu tư về tài chính là sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi tích lũy kinh nghiệm, nên mỗi năm gia đình chị có gần 1.000 cốc đào cho hoa vào đúng dịp Tết. Đây chỉ là một trong hơn 50 mô hình chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp sang trồng hoa cho thu lãi gần 1 tỷ đồng một năm ở phường Bần Yên Nhân. Cây đào đẹp như bây giờ là cũng rất là nhiều công phu. Và nói chung là hai vợ chồng là cũng phải đi học hỏi nhiều lắm. Thì bây giờ lên thị xã mà những cái nhu cầu người dân thì chơi cây này nó cũng rất là đông. Không ngữ là phục vụ thị xã Mỹ Hào mà phục vụ tất cả các huyện ở trong tỉnh Hưng Yên mình. Mà có khi là quả cả ngoài Hà Nội nữa. Khi quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra, quỹ đất dần bị thu hẹp. Đó cũng là lúc mà những người dân năng động ở Mỹ Hào buộc phải tính toán lại cách làm của mình để phát huy hơn nữa những giá trị trên diện tích canh tác. Các mô hình chuyển đổi diễn ra nhiều hơn, người dân tăng cường liên kết lại với nhau để thành lập các tổ hợp tác xã, hỗ trợ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để cùng phát triển sản xuất. Trong tư duy của mỗi người dân nơi đây, dù là sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, thì đều coi trọng chất lượng sản phẩm và đa dạng hình thức bán hàng, từ đó sẽ tiếp cận được nhiều hơn với thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt để thành công trong cơ chế thị trường. Đến 1-2 năm gần đây thì tiếp cận theo mạng xã hội, chủ yếu là bán trên Facebook, trên Zalo và làm trên YouTube, tham gia các hội chợ triển lãm ở các tỉnh. Thông qua những hội chợ đấy thì mình cá nhân mình quảng bá được các sản phẩm của mình này, từ làng nghề này đến tay người tiêu dùng, đưa cái làng nghề mộc của Mỹ Nghệ lên đi đến các nơi người ta biết đến được cái sản phẩm này là từ mộc Mỹ Nghệ Hòa Phong hoặc là làng mộc Mỹ Nghệ Vân Dương. Chuyển từ huyện lên thị xã, từ xã thị trấn thành phường, những người làm nghề ở thị xã Mỹ Hào luôn trang bị cho mình tư duy của người làm kinh doanh. Họ không chỉ sản xuất ra những sản phẩm uy tín chất lượng mà việc sản xuất còn phải gắn liền với thương mại dịch vụ. Từ sự năng động, nhạy bén đó đã góp phần làm cho giá trị gia tăng của các sản phẩm được nâng cao. Đây là mô hình tinh chế dược liệu như lá ổi, cây bạc hà, củ nghệ, long nhãn thành các sản phẩm thảo dược của công ty cổ phần Tuệ Viên ở phường Bần Yên Nhân. Những sản phẩm của công ty đều có nguồn gốc từ nông nghiệp hữu cơ, qua sơ chế và chiết xuất để cho ra những sản phẩm thảo dược không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người sử dụng. Nguyên liệu của một số sản phẩm này chủ yếu được cung cấp từ các nông sản sẵn có ở Hưng Yên. Mỹ Hào, một thị xã công nghiệp và đô thị đang hình thành, song ở đó với những con người cần cù năng động, dám nghĩ dám làm để cải tiến sản xuất từ những nền tảng sẵn có. Bên cạnh đó, có những cách làm mới, mô hình hay để phát triển đa dạng thêm các ngành nghề, trong đó chú trọng tới yếu tố môi trường, phát triển bền vững và biết tận dụng những lợi thế về địa lý, giao thông, nguồn nhân lực cũng như các thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
để hướng tới xây dựng và bảo vệ các thương hiệu cho sản phẩm của mình. Thưa quý vị và các bạn, chia tay với thị xã trẻ trung và năng động, chúng ta trở về với thành phố Hưng Yên, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Khi đến với phố Hiến Hưng Yên, du khách thường đặt câu hỏi rằng phố Hiến xưa nay còn những gì và thành phố Hưng Yên thì có gì đặc sắc. Ngoài những khu cụm di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt thì thành phố Hưng Yên hiện đang phát triển mạnh mẽ các vùng ven đô để gắn với nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch. Phố Hiến, thành phố Hưng Yên từng là thương cảng quốc tế sầm uất ở đàng ngoài, một tiểu Tràng An chốn phồn hoa đô hội, cũng là nơi hội tụ giao thoa của nhiều nền văn hóa. Theo thời gian, phố Hiến ngày nay phát triển nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ kính của một đô thị cổ nổi tiếng của cả nước. Uy nghiêm mà nó rất là cổ kính mà cũng đã tạo được cho chúng tôi những cái niềm gọi là yêu thích. Và đi đến đây thì thấy có cái sự thanh tịnh mà rất là đẹp. Và chúng tôi là sẽ quay lại đây. Và bạn bè tôi, nếu các bạn ở nước ngoài, tôi sẽ lại dù các bạn giới thiệu đến đây để chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ kính ở Hưng Yên. Năm 2014, quần thể di tích phố Hiến được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Phát huy lợi thế đó, ngoài chú trọng xây dựng các công trình tạo điểm nhấn cho đô thị ngày một khang trang, những năm qua, thành phố Hưng Yên còn dồn sức đầu tư cho các xã vùng ven đô gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả năm 2019, thành phố Hưng Yên đã được chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nếu như trước đây, Hoàng Hanh là một trong 16 xã nghèo của tỉnh, sản xuất chủ yếu là cây ngô, cây đay và thường xuyên bị lũ lụt nên đời sống rất khó khăn. Nhưng ngày nay, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống kinh tế của nhân dân nơi đây cũng như các xã còn lại của thành phố đã khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn đã thay đổi hoàn toàn. Du khách đến với Hưng Yên từng ví, Hưng Yên như thủ phủ của cây nhãn, và nhãn lồng Hưng Yên là vua của các loài nhãn. Trước đây chủ yếu trồng nhãn theo quảng canh, nay đã chuyển sang thâm canh theo Việt Gáp. Ông Bùi Xuân Tám ở thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc nhãn Hương Chi và nhãn Đường Phèn chia sẻ. Nhãn được trồng trên mảnh đất xã Hồng Nam cho chất lượng quả thơm ngon mà không vùng quê nào có được. Bởi vậy giờ đây, nhãn không chỉ được tiêu thụ trên thị trường cả nước mà còn được xuất khẩu. Do cái đam mê làm vườn, thứ hai là chịu khó nghiên cứu, học hỏi về lĩnh vực khoa học áp dụng vào trên cây nhãn. Thì 20 năm qua thì gia đình nhà tôi đều được mùa và hàng năm là gia đình tôi là được các bạn hàng, các siêu thị, các công ty, rồi các phòng ban của tỉnh là đăng ký nhãn khi vào nhãn chính vụ thu hoạch. Không chỉ nổi tiếng bởi nhãn Tiến Vua có vị thơm ngọt đặc trưng mà không một vùng quê nào có được, thành phố Hưng Yên còn nổi tiếng bởi cam Hưng Yên. Ông Trần Văn Được, thôn 1, xã Quảng Châu, người trồng 2 hectare cam chia sẻ, trước kia vùng đất bãi sông Hồng chủ yếu trồng ngô, nhưng nay nhân dân đã chuyển đổi trên 100 hectare sang trồng cây có múi. Ban đầu gia đình cũng chỉ trồng 5 sào, nhưng thấy cam phù hợp với chất đất, cho vị thơm ngọt đặc trưng, lại cho hiệu quả kinh tế cao, nên đến nay gia đình đã chuyển đổi và trồng 2 hectare. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng cùng với sự năng động cần cù của những người dân ven thị mà thành phố Hưng Yên không chỉ mang vóc dáng của đô thị hiện đại trên nền tảng của phố Hiến cổ mà còn hình thành những vùng chuyên canh giá trị kinh tế cao, tạo nên diện mạo nông thôn mới phát triển về mọi mặt. Mỗi dịp Tết đến xuân về, du khách và những người con xa quê ở mọi miền Tổ quốc trở về phố Hiến, thành phố Hưng Yên đều cảm nhận một đô thị cổ kính nhưng năng động, yên bình và là miền quê đáng sống. Anh có về xứ nhãn với em không? Hồ bán nguyệt làm gương lồng đôi bóng, lắng nghe hồn tiếng chuông chùa xa vọng, ngắm cánh cò bay lạ giữa phố quê. We'll be right back.
đó chính là những bảng màu tươi sáng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Và thì giờ đây chúng ta đem ghép tất cả những bảng màu đó lại thì sẽ có một bức tranh tổng thể về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên như thế nào. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Sinh thời dù bận nhiều công việc cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhưng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà cách mạng kiên định, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiến trúc sư tài ba trong công cuộc đổi mới đất nước, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Hưng Yên. Tháng 11 năm 1997, do tuổi cao sức yếu, không về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, đồng chí đã gửi điện về chúc mừng đại hội, thể hiện tình cảm sâu nặng, niềm mong mỏi vào sự tiến bộ của quê hương Hưng Yên. Vì lý do sức khỏe, đáng tiếc tôi không thể về dự Đại hội đại biểu tỉnh nhà được. Xin gửi lời chúc mừng đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt để Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh trong toàn quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã đi xa. Thời gian đã qua 5 kỳ đại hội kể từ sau ngày tái lập tỉnh, với sự bền lòng vượt khó, đoàn kết một lòng của Đảng bộ, nhân dân và doanh nghiệp, Hưng Yên đã bứt phá vươn lên trở thành tỉnh phát triển trong cả nước như lời mong mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh dành cho quê hương. Năm 2019, Hưng Yên thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 75 triệu đồng trên năm, tăng 55 triệu đồng so với thời điểm năm 2010. Hưng Yên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh trong cả nước. Tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đến nay Hưng Yên đã chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản giá trị cao là gần 20.000 ha trên tổng số 45.000 ha. Thu nhập bình quân đạt 200 triệu đồng một ha. Nhiều vùng chuyển đổi ở các huyện như Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ đạt từ 400 đến 500 triệu đồng. Có nơi trồng hoa cây cảnh như xã Xuân Quan, Mễ Sở, Liên Nghĩa đạt trên 1 tỷ đồng một ha. Tại các huyện như Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ, trước đây chủ yếu cây lúa hai vụ hiệu quả thấp, giờ đây đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cho giá trị rất cao. Nhằm tăng giá trị trên hecta canh tác, nhất là nâng cao thu nhập và mức sống của người nông dân, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực, nhiều năm qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chăn trở tìm giải pháp để nhân rộng những vùng chuyên canh lúa chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hóa, chủ lực là giống lúa nếp Hưng Yên. Đến nay toàn tỉnh đã đưa đại trà giống lúa đặc sản này vào thâm canh ở nhiều huyện với diện tích mở rộng trên 9.000 ha, cho giá trị trung bình trên 120 triệu đồng một ha. Số hộ nghèo ở Hưng Yên còn dưới 2%, toàn tỉnh đã có 145 trên 145 xã đạt 100% số xã hoàn thành 19 tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưng Yên là một trong 8 địa phương của cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm trước 2 năm. Ở cấp huyện đã có 4 đơn vị hoàn thành và đón nhận xây dựng nông thôn mới, gồm thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang và huyện Văn Lâm. Hưng Yên tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là xây dựng giao thông, các đô thị, các khu cụm công nghiệp, các đường vành đai và đường trục kinh tế Bắc Nam. Năm 2019 đã khánh thành hai cây cầu lớn là cầu Hưng Hà bắc qua sông Hồng đối với tỉnh Hà Nam và cầu La Tiến bắc qua sông Luộc đối với tỉnh Thái Bình. Hưng Yên hoàn thành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. Đã hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi và các chức sắc tôn giáo. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính chuyển biến rõ rệt. Năm nào tỉnh Hưng Yên cũng vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc. Gần đây nhất, ngày 19 tháng 2 năm 2018, Hưng Yên vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tặng quà công nhân lao động và làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Ngày 26 tháng 1 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm tỉnh Hưng Yên, cắt băng thông xe cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, tặng quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, vào tháng 6 năm 2019, Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ do Hưng Yên đăng cai tổ chức. Ngày 6 tháng 1 năm 2019,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã về thăm mô hình sản xuất hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang với giá trị canh tác bình quân đạt trên 500 triệu đồng một hecta. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng tạo, nhạy bén của người dân Hưng Yên trong tái cơ cấu nông nghiệp, đem lại đời sống cao cho nông dân, làm đẹp thêm cho bức tranh nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định về bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua rất đáng trân trọng và tự hào. Và những thành tựu ấy không chỉ khẳng định được vị thế, bước phát triển của tỉnh mà còn là sự ghi nhận những đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là Ban chấp hành Đảng bộ và Ban thường vụ tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về những tồn tại hạn chế, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền phải đưa vào nghị quyết của đại hội cùng những giải pháp đồng bộ thực hiện trong nhiệm kỳ của đại hội đảng tới đây để bức tranh đa sắc màu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên ngày thêm tươi đẹp. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn ngày càng trở nên bức xúc. Chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán lại nằm trong khu dân cư, không những gây ô nhiễm môi trường, lại dễ phát sinh và bùng phát dịch bệnh, mà dịch tả châu Phi ở lợn năm 2019 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Trong sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp, Hưng Yên đang gặp phải 5 vấn đề thách thức lớn. Một là các loại nông sản hàng hóa của Hưng Yên năng suất chất lượng còn thấp, chưa có chiều sâu, năng lực cạnh tranh của nông dân yếu so với các vùng miền và các quốc gia trong khu vực. Hai là tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Hưng Yên còn nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, chưa hình thành chuỗi giá trị và khả năng tham gia chuỗi giá trị nông sản kém, lãng phí tài nguyên, người nông dân còn tùy tiện lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ba là phương thức sản xuất nông nghiệp mang nặng tính mùa vụ, trình độ thâm canh chưa đồng đều, việc áp dụng công nghệ, hệ thống kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp lạc hậu, chưa chủ động về cơ cấu giống và công nghệ giống. Thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định, phụ thuộc vào một số ít thị trường gây rủi ro cao cho cả sản xuất lẫn tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, Hưng Yên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo động lực cho nông nghiệp nông thôn phát triển. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm không được tổ chức một cách bài bản. Sự vận động của thị trường trong mùa vụ phụ thuộc nhiều vào tư thương, dẫn đến hiện tượng ép giá diễn ra thường xuyên. Bốn là trình độ thâm canh thấp, phát triển nông nghiệp chạy theo phong trào, không chú ý tới xây dựng thương hiệu và chất lượng, khiến cho nhiều đặc sản của Hưng Yên như nhãn, vải, cam, gạo nếp, vân vân bị cạnh tranh gay gắt ngay trên địa bàn và trong khu vực phía Bắc, chưa có nhiều nông sản xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới. Đời sống của nhân dân chúng ta chưa được lương cao, sát với, phù hợp với tiềm năng lợi thế của Hưng Yên, phù hợp với cơ chế chính sách, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đất đai của chúng ta thì còn nhỏ lẻ, manh mún, năng suất lao động thì còn thấp, chuyển đổi cơ cấu lao động chưa đáp ứng yêu cầu, cảnh quan môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm nhiều nơi là nghiêm trọng. Cùng với đó, thuần phong mỹ tục của chúng ta có lúc có nơi bị mai một. Trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng chúng ta phải thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng đồng bộ các giải pháp, các cơ chế, các chính sách để sát với thực tiễn Hưng Yên, để làm sao chúng ta huy động được tổng thể các nguồn lực và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả đảng bộ, chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất để chúng ta chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp để làm sao đào tạo lao động, để nâng cao năng suất lao động, cùng với đó áp dụng mạnh các giải pháp khoa học công nghệ, rồi xây dựng tình làng nghĩa xóm, cấu kết chặt chẽ để có văn hóa làng xã của Hưng Yên càng trường tồn và phát huy tốt hơn cái truyền thống của tổ tiên chúng ta để lại. Thì đặc biệt là phải có những giải pháp đồng bộ để ngăn ngừa và chặn đứng tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh ngày càng hiện đại, Hưng Yên thực sự là một miền quê đáng sống. Để Hưng Yên trở thành điểm sáng toàn diện, xứng đáng với tiềm năng và vị thế của tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng Bắc Bộ, liên kề với thủ đô Hà Nội, thì đòi hỏi
Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, tranh thủ thời cơ, nhanh nhạy hơn trong điều hành quản lý. Đó vừa là trọng trách lớn, song cũng rất vinh dự đối với tập thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tới đây. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giảm dần cái sản xuất nhỏ lẻ manh mún để chúng ta có được những cái chuỗi sản phẩm là có cái giá trị gia tăng cao hơn. Trọng tâm là tiếp tục quy hoạch và phát triển một số vùng sản xuất chuyên canh, tăng cường liên kết bốn nhà chủ yếu, đó là nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp cùng với nông dân của chúng ta, để qua đó phát triển cái kinh tế hợp tác nhằm gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Mục tiêu của sản phẩm nông nghiệp Hưng Yên cơ bản phải là sản phẩm sạch và theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, có truy xuất nguồn gốc để phục vụ cho thị trường trong nước, nhất là thủ đô Hà Nội, đồng thời đảm bảo đủ được cái tiêu chuẩn xuất khẩu đi nước ngoài. Tới đây thì chúng ta phải tiếp tục khuyến khích các cái mô hình sản xuất trong nông nghiệp tiên tiến và chuỗi liên kết khép kín để dần khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng cái giá trị và đảm bảo được cái lợi ích cho cộng đồng. Thời gian tới, các huyện phấn đấu hoàn thành nông thôn mới và có nhiều xã trong tỉnh đạt nông thôn mới nâng cao, rồi nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó sẽ đảm bảo tốt hơn về mọi mặt đời sống ở khu vực nông thôn tỉnh ta. Con đường phía trước đang rộng mở với nhiều thời cơ, vận hội mới. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đang nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, đề ra mục tiêu và giải pháp phát huy thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, để tô vẽ thêm cho bức tranh nông dân, nông nghiệp nông thôn Hưng Yên ngày càng tươi sáng. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tô điểm thêm cho bức tranh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên tươi sáng hơn. Bởi trong bức tranh đẹp đẽ về miền quê đáng sống đó thì vẫn có những gam màu xám làm giảm đi vẻ đẹp tươi sáng của làng quê Hưng Yên như những gì mà quý vị và các bạn vừa theo dõi qua phóng sự. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trên nền tảng của một tỉnh có bề dày lịch sử với truyền thống văn hiến lâu đời, đảng bộ thì đoàn kết, người dân cần cù năng động và sáng tạo, chúng ta sẽ có những bước tiến thắng lợi trên con đường đổi mới như nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường về nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hưng Yên trong tương lai. Nếu nhìn về cái mốc 22 năm vừa qua tái lập, chúng ta đủ niềm tin để quyết tâm đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên hoàn toàn khác. Với một mục tiêu khái quát, nông dân phải khá giả giàu có. Một vùng nông thôn sạch đẹp, đáng sống, giàu bản sắc. Vị thế người nông dân hết sức được trân trọng, xứng đáng trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế chung. Có làm được không? Chúng ta phải khẳng định là làm được. Kể cả về mặt lý luận và thực tiễn. Lý luận tại sao? Thế giới nhiều nước giàu về nông nghiệp. Chúng ta biết là đất nước Hà Lan giàu về nông nghiệp chứ. Bình quân GDP đầu người 55.000 đô, riêng khu vực nông nghiệp 68.000 đô. Israel là thu nhập của khu vực nông nghiệp khá hơn hai khu vực khác. Australia cũng vậy. Bình quân chung chỉ có 48.000 USD, nhưng riêng khu vực nông nghiệp là 56.000. Đất nước Nhật Bản, cái khu vực mà 245 USD trên đầu người chính là khu vực trồng xà lách, chứ không phải là điện tử, ô tô gì cả. Thưa quý vị và các bạn, con đường phía trước vẫn đang rộng mở với nhiều thời cơ và vận hội, tuy nhiên cũng đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức. Để vị thế của người nông dân
ngày càng được nâng cao và nông nghiệp sẽ trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là nông thôn Hưng Yên sẽ phải là những miền quê đáng sống. Đó vừa là khát vọng, là trăn trở nhưng cũng hoàn toàn mang tính thực tiễn bởi thông qua các mô hình chuyển đổi, thông qua tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà tỉnh Hưng Yên của chúng ta thực hiện và đã thành công trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và chương trình đặc biệt Chào Xuân 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với chủ đề Thành tựu và khát vọng cũng xin được dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt.